bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao và sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý. Chủ nhà Pháp sớm vượt qua vòng bảng Euro 2016. Roger Federer khởi đầu thuận lợi tại giải quần vợt Gary Weber Open. Colombia và Peru tự tin trước cuộc đối đầu tại tứ kết Copa America. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những diễn biến liên quan tới vòng bảng Euro 2016. Chơi không quá thuyết phục ở ngày ra quân và đội tuyển Pháp đã thêm một lần lặp lại kịch bản như vậy ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay gặp Albania. Dù vậy, sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân ở cuối trận đã giúp cho thầy trò Didier Deschamps giành vé vào vòng loại trực tiếp. Trên sân Velodrome, thầy trò Didier Deschamps đã khiến những người mộ đội tuyển Pháp phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và trong đó chủ yếu là sự ức chế. Thế nhưng, khi sự ức chế đã được đẩy lên tới đỉnh điểm, thì niềm vui lại bất ngờ đến với Pháp khi Griezmann ghi bàn mở tỷ số vào đúng phút thứ 90. Và sau đó, tới lượt Payet ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp. Tiền vệ 29 tuổi có pha mừng bàn thắng ấn tượng khi nhảy lên đá vào cột cửa góc, trong khi ông thầy của anh ở câu lạc bộ West Ham là Slaven Bilic cũng không giấu nổi cảm xúc của mình trong cabin bình luận của kênh truyền hình ITV. Thuyền trưởng người Croatia đã treo hoàn lên bàn, sau đó quỳ xuống để bày tỏ sự vui mừng. Bên ngoài sân Velodrome, người mộ đội tuyển Pháp cũng phát cuồng với màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà. Thật tuyệt vời, chúng tôi đã giành được một chiến thắng rất quan trọng. Các cầu thủ không hề cho thấy sự mệt mỏi dù đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Tôi tin Pháp sẽ giành chức vô địch Euro. Với kết quả trên, Pháp chính thức trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng 1/8. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng A, Thụy Sĩ và Rumani đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Rumani vươn lên dẫn trước từ khá sớm sau cú sút phạt đền thành công của Stanku. Tuy nhiên sau đó, Memedi đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Petkovic giật lại một điểm. Kết quả này đồng nghĩa với việc nếu không thua ở lượt đấu cuối, Thụy Sĩ sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Trong khi đó tại bảng B, đội tuyển Slovakia bước vào trận đấu gặp Nga trong bối cảnh buộc phải thắng nếu không muốn sớm rời khỏi Euro 2016. Cuối cùng, họ đã hoàn thành mục tiêu với chiến thắng 2-1 trước gấu Nga. Ở trận đấu này, tiền vệ Marek Hamšík đã chơi tuyệt hay. Anh đặt dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội tuyển Slovakia, trong đó có siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt ở phút cuối cùng của hiệp 1. Giành trọn 3 điểm, Slovakia tạm thời vươn lên xếp thứ 2 ở bảng B. Kết quả này cũng mang tới nhiều nỗi thất vọng cho đội tuyển Nga, bởi sau hai lượt trận, họ mới chỉ có được 1 điểm. Và đây có thể là lý do vì sao các cổ động viên xứ Bạch Dương đã đốt pháo sáng trên khán đài để bày tỏ sự không hài lòng của mình. Hành vi này có thể khiến Nga tiếp tục nhận án phạt từ phía UEFA. Trong buổi tối và đêm nay sẽ tiếp tục diễn ra 3 trận đấu khác ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Euro 2016. Cuộc đối đầu đáng được chờ đợi nhất tại bảng B sẽ diễn ra vào khung giờ vàng tại Việt Nam. Đó là màn thư hùng giữa đội tuyển Anh và xứ Wales, hai người hàng xóm của nhau. Và trước khi trận đấu này diễn ra thì bầu không khí đã được hâm nóng nhờ những phát biểu gây sốc của Gareth Bale và màn đáp trả của Wayne Rooney. Và tối nay thì chắc chắn cả hai đều muốn giải quyết đối thủ của mình bằng một chiến thắng. Gareth Bale đã mạnh miệng tuyên bố rằng đội tuyển Anh không có ai đủ trình độ để thi đấu cho đội tuyển xứ Wales và phát ngôn này đã làm báo chí sôi sục trong hai ngày qua. Lúc này, đội tuyển Anh đang có được một điểm sau trận hòa đáng tiếc trước người Nga, trong khi Wales đã có 3 điểm. Chính vì vậy, áp lực là lớn hơn với thầy trò huấn luyện viên Robertson. Xứ Wales đã có 3 điểm, vì vậy họ chịu ít áp lực hơn so với chúng tôi. Tôi chẳng quan tâm tới những gì người khác nói. Nếu họ thực sự nghĩ họ làm tốt hơn chúng tôi, thì cũng tốt thôi. Câu nói chẳng qua cũng chỉ là câu nói. Quan trọng là bạn sẽ thi đấu ra sao. Về phía đội tuyển xứ Wales, họ chỉ có đúng một lần cầm hòa được đội tuyển Anh, còn lại là toàn thua trong những lần đối đầu trong lịch sử hai đội. Tuy vậy, với một dàn cầu thủ đang có được tinh thần tốt và có đầu tàu Gareth Bale, huấn luyện viên Chris Coleman tỏ ra khá tự tin. Đội tuyển Anh có nhiều cầu thủ giỏi, chính vì vậy mà sự kỳ vọng đặt vào họ rất lớn, đi kèm theo đó là một áp lực nặng nề. Vì vậy, khó khăn của họ sẽ nhiều hơn chúng tôi. Chỉ cần một chiến thắng nữa là chúng tôi có thể giành quyền đi tiếp, vì vậy sẽ rất vui nếu đánh bại được đội bóng mạnh nhất bảng. Trong khi đó, bóng đen bạo lực vẫn đang bao trùm tại thành phố Lille của Pháp, nơi các hooligan của Anh và những cổ động viên côn đồ của Nga tiếp tục tìm nhau để nói chuyện bằng tay chân và vũ khí. Cảnh sát Pháp đã phải rất vất vả nhưng vẫn không thể ngăn được xô xát xảy ra và hậu quả là có thêm ít nhất 16 người đã bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 36 đối tượng gây rối sau vụ việc này. Và rạng sáng mai, Đức sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng C Euro 2016 và đối thủ của những cỗ xe tăng là người hàng xóm nhiều duyên nợ Ba Lan. Nếu như giành chọn 3 điểm thì thầy trò huấn luyện viên Joachim Löw sẽ đặt một chân vào vòng 1/8 và chắc chắn đây là mục tiêu hàng đầu của Đức ở trận đấu tới.
Dù có ngày ra quân không quá thuyết phục ở Euro 2016, nhưng Đức vẫn được coi là đội bóng đáng gờm nhất ở bảng C. Ba Lan là một đối thủ khó chơi với Đức trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, một khi các cầu thủ của huấn luyện viên Joachim Löw đã nóng máy trở lại, sẽ rất khó để những chú đại bàng có thể gây ra được bất ngờ. Toàn đội đang tỏ ra rất thoải mái. Tôi không phủ nhận Đức đã có ngày ra quân không thật sự hoàn hảo, bởi các cầu thủ cho thấy họ chưa kịp thích nghi với môi trường ở Pháp. Tuy nhiên, điều này đã chấm dứt và Đức sẽ bước vào trận đấu tới với sự tự tin cao nhất. Về tình hình nhân sự, Mats Hummels nhiều khả năng sẽ đá chính vì đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Và điều này sẽ giúp Đức khóa chặt những ngòi nổ nguy hiểm như Lewandowski bên phía Ba Lan. Ở trận đấu còn lại của bảng B, Ukraine và Bắc Ireland sẽ có cuộc đối đầu được xem là đại chiến. Bởi nếu bất cứ đội bóng nào để thua, họ sẽ có nguy cơ rất lớn bị loại khỏi Euro 2016. Được đánh giá cao hơn và có những màn trình diễn thuyết phục trước khi để thua Đức ở ngày ra quân, Ukraine chắc chắn sẽ bước vào trận đấu tới với quyết tâm cao nhất. Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ thể hiện ở trận đấu với Đức, dù đó là một thất bại. Ukraine không hề e sợ trước bất cứ đối thủ nào, và cuộc đối đầu sắp tới cũng vậy. Điều mà chúng tôi hướng đến là một trận thắng. Trong khi đó, Bắc Ireland lại đang cho thấy sự thiếu ổn định ở một sân chơi tầm cỡ như Euro. Theo như huấn luyện viên trưởng Michael O'Neill, cái mà đội bóng của ông còn thiếu chính là sự tự tin. Các cầu thủ chưa thật sự quen với không khí dồn dập trong những trận đấu ở Euro, và đó là vấn đề của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này đã chuyển biến tích cực, và tất cả đều đang tỏ ra rất quyết tâm. Đó sẽ là chìa khóa để giúp Bắc Ireland mở ra một kết quả tốt. Sự tự tin rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất với Bắc Ireland lúc này. Tuy nhiên, lối chơi quá đơn giản mà huấn luyện viên Michael O'Neill xây dựng cũng là một vấn đề. Trước một Ukraine có thừa độ tinh quái, Bắc Ireland chắc chắn phải có thêm nhiều sự thay đổi mới mong giành được một chiến thắng. Chuyển sang sự chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia tại Copa America 2016. Sau khi vòng bảng kết thúc thì giải đấu đã xác định được 8 đội mạnh nhất vào vòng tứ kết và trong đó có cặp đấu giữa Peru và Colombia. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với sự chuẩn bị của hai đội tuyển này. Ở lượt trận đấu cuối cùng vòng bảng, huấn luyện viên Jose Pekerman không giấu giếm ý định cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi khi những James Rodriguez hay Cuadrado chỉ vào sân trong hiệp 2. Có thể thấy, Colombia đã chuẩn bị cho trận tứ kết này ngay từ vòng bảng. Chúng tôi đã đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu, vì vậy đây vẫn chỉ được xem là những bước đi đầu tiên của một chặng đường. Vượt qua Peru, chúng tôi sẽ vào đến bán kết và sau đó là chung kết. Toàn đội đang rất háo hức để thực hiện mục tiêu này. Các cầu thủ đang có được trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất. Chúng tôi có lợi thế về thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn họ. Chúng tôi sẽ ra sân với trạng thái sung mãn nhất và sẽ giành chiến thắng trước Peru. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, Peru cũng cho thấy sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trận đấu này với 2 trận thắng và 1 trận hòa để tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng B. Trước trận đấu, các cầu thủ Peru cũng đã thể hiện quyết tâm cao. Nhưng đội bóng đi được đến tứ kết như hiện nay đều do thực lực của họ, chứ không phải là may mắn. Cả 8 đội này đều là những đội bóng mạnh. Chúng tôi đã giành chiến thắng trước Brazil để loại họ khỏi giải đấu, vậy nên không có lý do gì để chúng tôi phải sợ những đối thủ còn lại. Trận đấu giữa Peru và Colombia sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Trong 18 lần gặp nhau trước đây, Colombia đang chiếm ưu thế rõ rệt với 9 trận thắng, 7 trận hòa và chỉ để thua 2 trận. Tiếp theo sẽ là những tin tức mới nhất trên thị trường chuyển nhượng được chúng tôi tổng hợp trong 24 giờ qua. Và mở đầu sẽ là thông tin tiền đạo Pedro muốn trở lại khoác áo Barcelona. Sau một mùa giải thi đấu không thành công trong màu áo câu lạc bộ Chelsea, tiền đạo Pedro đang rất muốn quay trở lại mái nhà xưa Barcelona, nơi anh đã gắn bó trong khoảng thời gian 11-12 năm. Và trong một tiết lộ mới nhất từ chính tiền đạo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, thì anh đã có cuộc nói chuyện với chủ tịch Bartomeu về ý định quay trở lại Barca của mình. Tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa có động thái nào từ đội chủ sân Nou Camp về thương vụ này. Ở một diễn biến khác, dù đang tập trung cùng đội tuyển Ba Lan để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội tuyển Đức tại Euro 2016, nhưng tương lai của tiền đạo Robert Lewandowski vẫn luôn được đem ra để bàn tán. Và mới đây, một vài người bạn thân của cầu thủ này đã hé lộ thông tin rằng Lewandowski sẵn sàng chuyển sang Premier League thi đấu nếu như nhận được một lời đề nghị hấp dẫn. Hiện tại, đang có những đại gia tại xứ sương mù như Manchester United, Manchester City hay Chelsea đều rất muốn có được sự phục vụ của cầu thủ này. Trong khi đó, ngay sau khi mùa giải 2015-2016 kết thúc, trung vệ người Slovakia là Martin Skrtel đã đến gặp huấn luyện viên Jurgen Klopp để nói chuyện về tương lai, cùng với đó là đề bạt ý định ra đi và đã được nhà cầm quân người Đức chấp nhận. Martin Skrtel gia nhập Liverpool từ năm 2007-2008, sau 9 năm khoác áo The Kop
trung vệ 32 tuổi này chỉ giành được đúng một danh hiệu, đó là chức vô địch League Cup 2011-2012. Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012 của Liverpool. Mùa giải vừa qua, kể từ khi huấn luyện viên Jurgen Klopp đến Anfield, trung vệ người Slovakia chỉ là sự lựa chọn sau những Torre, Sacco hay Lovren. Còn tại Đức, dù trong thời gian vừa qua, ban lãnh đạo câu lạc bộ Dortmund chưa thể thuyết phục được Mkhitaryan gia hạn hợp đồng, nhưng đội bóng vùng Ruhr vẫn đang rất tự tin trong việc giữ chân tiền đạo của mình trước sự dòm ngó của Manchester United. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sau khi đã chính thức mua lại Aston Villa, chủ tịch Tunisia đã chọn huấn luyện viên Roberto Di Matteo làm tân thuyền trưởng của đội chủ sân Villa Park. Và vào ngày hôm qua, thì cựu huấn luyện viên của Chelsea đã chính thức có buổi ra mắt trước giới truyền thông. Chủ tịch Tunisia đã mua lại Aston Villa sau khi đội bóng này chính thức xuống hạng và ông quyết tâm đưa đại diện của thành Birmingham trở lại Premier League với việc đưa về huấn luyện viên Roberto Di Matteo cùng 75 triệu bảng để chiến lược gia người Ý nâng cấp đội hình. Tôi chọn Aston Villa vì đây là một câu lạc bộ giàu truyền thống, có lượng fan đông đảo và tôi nghĩ là đội bóng có một tiềm năng rất lớn để phát triển. Còn về phía huấn luyện viên Di Matteo, tôi thấy ông ấy là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn vì Di Matteo là một trong số những người giỏi nhất hiện nay. Chiến lược gia người Italia cũng tỏ ra rất vui vẻ trong ngày nhậm chức. Tất nhiên tôi rất vui và rất hào hức với dự án mà Chủ tịch Sia đã đề cập. Chúng tôi đều đồng ý rằng Villa là một đội bóng có lịch sử lâu đời với tiềm năng lớn và hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ hợp tác tốt đẹp để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Roberto Di Matteo sẽ dẫn dắt Aston Villa theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và mức lương mà ông được nhận là 35.000 bảng một tuần. Chuyển sang những thông tin dành cho bộ môn banh nỉ, sau khi thua ngược đáng thất vọng trước Dominic Thiem ở bán kết Mercedes Cup tại Stuttgart vào cuối tuần trước, thì Roger Federer đã biết cách vượt qua sức ép trong trận đấu mở màn của mình tại Gary Weber Open, một giải ATP 500 diễn ra ở Đức, nơi mà anh đang là nhà đương kim vô địch. Roger Federer đối đầu với tay vợt nước chủ nhà Đức, Jan Lennart Struff ở vòng 1 Gary Weber Open. Bước ngoặt xảy ra ở game thứ 7 của set 1 khi nhà đương kim vô địch giành break nhờ một lỗi đánh hỏng của đối thủ, qua đó tiến tới chiến thắng 6-4. Bước sang set 2, hai tay vợt giằng co nhau từng điểm số và phải nhờ đến loạt tie break, Federer mới buộc đối thủ phải gác vợt. Chiến thắng này giúp tàu tốc hành giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, một tay vợt nước chủ nhà khác là Philipp Kohlschreiber đã không làm thất vọng người hâm mộ. Với đẳng cấp vượt trội hơn so với đối thủ Marcel Granollers, không bất ngờ khi Kohlschreiber đã giành quyền đi tiếp sau các thắng lợi 6-2 và 7-6. Chuyển sang những thông tin đến từ giải quần vợt Aegon Championship. Hạt giống số 3 Milos Raonic đã vấp phải khá nhiều khó khăn trước tay vợt trẻ Nick Kyrgios khi để thua ở loạt tiebreak trong set 1. Tuy nhiên, tay vợt người Canada đã thể hiện bản lĩnh bằng màn lội ngược dòng để thắng lại với cùng tỷ số 6-4 trong hai set sau đó. Trong khi đó, nỗ lực lấy lại hình ảnh sau chấn thương của Juan Martin Del Potro vẫn chưa thật sự thành công. Ở trận đấu gặp John Isner, tay vợt người Argentina đã phải chịu thất bại sau hai set với các tỷ số 6-7 và 4-6. Bất ngờ đã xảy ra ở trận đấu giữa hạt giống số 8 Gilles Simon và tay vợt Kai Edmund. Được đánh giá cao hơn, nhưng Simon lại phải nhận thất bại sau 3 set. Tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-3 và 1-6. Còn tại nội dung của nữ, một cú sốc đã xảy ra ngay ở vòng 1. Hạt giống số 1 Agnieszka Radwańska rõ ràng có đẳng cấp vượt trội hơn hẳn so với tay vợt vô danh Coco Vandeweghe. Tuy nhiên, Radwańska lại phải gác vợt sau 3 set với các tỷ số 5-7, 6-4 và 3-6. Trong khi đó, hạt giống số 4 Belinda Bencic cũng phải nói lời chia tay giải ngay từ vòng 1. Tuy nhiên, tay vợt người Thụy Sĩ không thể tiếp tục thi đấu do dính chấn thương cơ đùi trong trận đấu gặp Camelia Begu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.